Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh An Tâm Sống Khỏe. Thưa quý vị và các bạn, vào những ngày trời mùa đông lạnh giá, được suýt xoa bên nắm hạt dẻ rang thơm lừng, nóng hổi thì không có gì tuyệt vời bằng đúng không ạ? Và không chỉ hấp dẫn bởi hương vị ngọt bùi, thơm ngon, hạt dẻ còn được coi là vua của các loại quả khô nhờ những lợi ích cực kỳ tuyệt vời cho sức khỏe, từ bổ thận, bổ tim mạch đến ngăn ngừa ung thư. Và không chỉ vậy, hạt dẻ cũng đồng thời là một trong những nguyên liệu quý trong các bài thuốc dân gian giúp bổ thận, hen suyễn, suy nhược cơ thể mà cha ông ta đã dùng từ rất xa xưa. Vậy thì cụ thể, công dụng tuyệt vời của hạt dẻ là gì? Thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong video dưới đây của An Tâm Sống Khỏe. Hạt dẻ có tên Hán là Kha Thụ Đại Túc, bản lật để làm món ăn bổ dưỡng có tác dụng phòng chữa bệnh, hồi phục sức khỏe. Do đó, còn có cái tên khác là quả quỷ tỳ, quả của thận. Là vua của loại quả khô có thể thay lương thực. Hạt dẻ tính ôn, vị ngọt, rất bổ. Bổ khí, tỷ phế, thận. Hạt dẻ được dùng làm thức ăn dinh dưỡng, phòng chữa mỡ máu cao, xơ vữa mạch, tăng huyết áp, bệnh tim. Có hiệu quả trị liệu đối với viêm loét xoang miệng, lưỡi, môi do thiếu vitamin nhóm B, nhất là B2. Nhờ vậy mà hạt dẻ có 9 công dụng cực kỳ hữu hiệu như sau. 1. Giàu vitamin giúp phòng ngừa ung thư. Hạt dẻ còn chứa rất nhiều vitamin C. 100g hạt dẻ có chứa 43g vitamin C. Vitamin C là chất cần thiết cho răng, xương và mạch máu chắc khỏe. Vitamin C còn được coi là một chất chống oxy hóa, giúp cơ thể loại bỏ các gốc tự do có hại. Nhờ đó, có thể nói hạt dẻ còn có tác dụng phòng ngừa các bệnh ung thư do gốc tự do gây ra. 2. Kích thích não phát triển. Thành phần vitamin B6 có trong hạt dẻ là yếu tố chính góp phần vào tác dụng của hạt dẻ đối với não. Vitamin B6 thúc đẩy quá trình tăng cường máu lên não, đồng thời tác động thúc đẩy đến quá trình dẫn chuyển thông tin của các axit amin, giúp các thông tin trên não nhanh hơn và tăng cường sự phản xạ của não, cải thiện trí nhớ và độ tập trung cao. Không những thế, vitamin B6 còn hỗ trợ trong việc hình thành melanin, màng bọc xung quanh sợi thần kinh để việc truyền dẫn tín hiệu được ổn định và nhanh hơn. Vì tốt cho não nên với trẻ em thì mỗi ngày nên cho trẻ ăn từ 10 đến 15 hạt mỗi ngày, tốt cho hệ tim mạch. Hạt dẻ có tác dụng gì trong việc phòng chống các bệnh tim mạch? Vitamin A và E có trong hạt dẻ như hai chất chống oxy hóa tự nhiên, có tác dụng loại bỏ các cholesterol xấu và chống viêm rất hiệu quả, nên bảo vệ được thành mạch máu, hạn chế xảy ra các bệnh như xơ vữa động mạch, tắc nghẽn động mạch, làm tăng cường chức năng tuần hoàn máu. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, thì những người ăn hạt dẻ thường xuyên sẽ giảm đi 70% nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Hãy ăn hạt dẻ mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe của chính mình các bạn nhé! Tăng cường hệ thống miễn dịch. Vitamin B6 đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người. Chính vì thế, nhờ đó có chứa hàm lượng vitamin B6 cao mà công dụng của hạt dẻ cũng nhiều hơn. Hạt dẻ có tác dụng gì trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch? Đó là đóng vai trò như một chất kháng sinh tự nhiên, chống nhiễm trùng bằng cách đảm bảo sản xuất các tế bào máu trắng để bảo vệ cho cơ thể. Giúp sáng mắt. Công dụng của hạt dẻ này rất đặc biệt mà ít có loại hạt nào có thể có. Vì trong hạt dẻ có chứa hai loại carotenoid là lutein và astaxanthin. Hai loại carotenoid này tương tự như các chất chống oxy hóa nên có tác dụng loại bỏ các gốc tự do làm ảnh hưởng đến tế bào của mắt. Giảm nguy cơ bị thoái hóa điểm vàng, hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh về mắt, đặc biệt là mù lòa, thị giác kém phát triển. Hạt dẻ tốt cho mắt của mọi lứa tuổi. Bổ máu. Thành phần vitamin B6 không chỉ tốt cho não mà còn có tác dụng bổ máu nữa. Vì vitamin B6 là tiền chất hình thành nên hemoglobin, một trong những loại protein quan trọng trong việc vận chuyển oxy trong máu tới các tế bào của các cơ quan trong cơ thể. Với những người mắc bệnh thiếu máu hoặc phụ nữ sau khi sinh thì nên ăn nhiều hạt dẻ để kích thích cơ thể sản sinh ra lượng máu, giúp cho cơ thể được cân bằng và khỏe mạnh hơn. Kiểm soát lượng đường trong máu, hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Tác dụng của hạt dẻ này là tin vui đối với những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường. Hàm lượng chất xơ có trong hạt dẻ cao, bao gồm cả dạng hòa tan và không hòa tan. Chất xơ không hòa tan giúp thức ăn được tiêu hóa dễ dàng, quá trình bài tiết thuận lợi hơn và làm giảm nguy cơ bị táo bón hoặc bị mắc các bệnh về đường ruột.
còn chất xơ hòa tan của hạt dẻ sau khi hấp thu vào cơ thể sẽ chuyển thành một dạng gen bám bên trong ruột, hạn chế quá trình thẩm thấu lượng đường qua thành ruột, nên điều chỉnh được hàm lượng đường trong máu. Theo nghiên cứu của thực nghiệm, thì với những bệnh nhân tiểu đường loại 2, thường xuyên ăn hạt dẻ sẽ làm giảm bệnh tình đi được đến 50%. Dầu carbon hydrate giúp ổn định năng lượng. Hạt dẻ là loại hạt có hàm lượng carbon hydrate khá cao, 45g carbon trong 100g hạt dẻ. Carbon hydrate cần thiết cho việc tái tạo và cung cấp năng lượng trước mắt hoặc lâu dài, đồng thời góp phần ổn định chức năng hệ thần kinh. Carbon hydrate trong hạt dẻ là carbon tổng hợp nên được tiêu hóa chậm và giúp bạn no lâu. Tuy nhiên, nếu bạn là người đang theo chủ nghĩa low carb, để tránh tăng cân thì bạn không nên ăn nhiều hạt dẻ, giàu khoáng chất giúp giảm rủi ro mắc nhiều bệnh. Ngoài các loại vitamin phổ biến, hạt dẻ còn chứa nhiều loại khoáng chất khác có tác dụng tăng cường sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật rất hữu ích. Hạt dẻ có chứa hàm lượng mangan cao. Mangan là một trong các chất chống oxy hóa có khả năng loại bỏ gốc tự do trong cơ thể và làm giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim. Theo trường trung tâm y tế Magellan, mangan cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình lão hóa. Một khẩu phần ăn gần 100g hạt dẻ thì chứa hơn 1 microgram mangan, nhưng chiếm tới 50% lượng mangan được khuyến cáo cho cơ thể dùng mỗi ngày. Mangan cũng giúp sản xuất liên kết mô và đông máu. Hạt dẻ rất giàu folate. 100g hạt cung cấp 62mg folate, chiếm 15,5% lượng folate cơ thể cần mỗi ngày. Folate và acid folic cần thiết cho sự hình thành của các tế bào máu đỏ, tổng hợp DNA. Tiêu thụ đầy đủ các thực phẩm giàu folate trong thời gian mang thai còn giúp ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh ở thai nhi. Đồng là một khoáng chất vi lượng giúp tăng cường sức mạnh của xương, hình thành tế bào máu và ổn định chức năng thần kinh, tăng cường hệ thống miễn dịch, một khoáng chất vi lượng cần thiết trong một số lượng nhỏ của cơ thể. Một loại hạt vừa ngon vừa bổ như hạt dẻ thì không hà cớ gì mà chúng ta lại bỏ phí và sử dụng hàng ngày đúng không ạ? Không chỉ là một loại hạt dùng để ăn vặt mà hạt dẻ còn là một vị thuốc đông y rất tốt cho thận. Vì tác dụng của hạt dẻ là bổ tỳ vị, mạnh gân cốt, trị đau lưng, đau nhức xương khớp và điều trị tốt việc đi tiểu tiện nhiều lần. Và tiếp theo đây thì An Tâm Sống Khỏe sẽ chia sẻ cho mọi người những bài thuốc sử dụng hạt dẻ làm nguyên liệu rất hiệu quả mà chúng ta không nên bỏ qua. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Theo đông y, hạt dẻ có vị ngọt, tính ấm đi vào ba kinh tỳ, vị, thận. Công dụng của hạt dẻ giúp bổ thận ích tinh, làm mạnh gân cốt, tăng cường chức năng tiêu hóa, nuôi dưỡng dạ dày, cầm máu, chữa trị tiêu chảy do tỳ, vị hư hàn hay lưng gối do thận hư. 1. Bài thuốc giúp bổ thận, mạnh gân cốt, chữa thận hư, lưng gối mềm yếu đau mỏi. Để làm bài thuốc này, mọi người cần chuẩn bị: hạt dẻ bóc vỏ 20g, gạo tẻ 50g. Cách làm rất đơn giản như sau: gạo và hạt dẻ vo sạch, nấu thành cháo. Khi cháo chín, thêm đường trắng hoặc chút muối tùy khẩu vị, ăn mỗi ngày một lần. Bài thuốc 2: bổ tâm thận, mạnh lưng gối, tim loạt nhịp, mất ngủ. Đầu tiên là bước chuẩn bị nguyên liệu: hạt dẻ 10 quả bóc vỏ, lòng nhãn 15g, gạo tẻ 50g. Sau đó, mọi người hãy làm như hướng dẫn sau đây. Hạt dẻ đập nhỏ, trộn gạo nấu thành cháo. Khi cháo sắp chín thì cho lòng nhãn vào, nấu đều cho đến khi cháo chín. Thêm đường trắng trộn đều, ăn điểm tâm mỗi sáng hoặc là chia đều trong ngày. Bài thuốc thứ 3: dùng hạt dẻ chữa suy nhược cơ thể, chân tay đau nhức, yếu mệt. Để chữa chứng suy nhược cơ thể có rất nhiều cách. Thế nhưng từ xa xưa, ông bà ta đã chuộng sử dụng hạt dẻ vì dễ làm và rẻ tiền, mà công dụng đạt được lại cực kỳ cao. Mọi người chỉ cần chuẩn bị 30g hạt dẻ khô, sau đó đem nấu chín với nước, cho thêm đường đỏ, ăn một lần trước lúc ngủ. Bài thuốc thứ 4: trị chứng thận hư, đau nhức xương khớp ở người cao tuổi. Đến một độ tuổi nhất định, cơ thể sẽ bị rơi vào tình trạng lão hóa, thận hư và đau nhức cơ khớp chính là hai trong số nhiều biểu hiện của tình trạng lão hóa cơ thể có thể nhận diện dễ nhất. Ngoài việc dùng thuốc Tây có rất nhiều tác dụng phụ, mọi người cũng có thể sử dụng bài thuốc từ hạt dẻ rất hiệu quả mà lại đơn giản.
các bạn chỉ cần dùng 30 hạt dẻ tươi, nướng hoặc là hấp chín, ăn 2 lần vào buổi sáng và tối. Kiên trì sử dụng, hiệu quả sẽ khiến chúng ta phải bất ngờ. Bài thuốc thứ 5, trị hen suyễn, thận và khí hư ở người cao tuổi. Hen suyễn là một trong những bệnh không gây chết người ngay lập tức, nhưng lại kéo theo vô vàn điều phiền toái và khó chịu khác. Nhất là đối với những người cao tuổi. Để cải thiện tình trạng bệnh, mời quý vị và các bạn hãy làm theo cách sau. Nguyên liệu: 60g hạt dẻ tươi, 100g thịt lợn nạc, 2-3 lát gừng tươi. Tất cả nguyên liệu sơ chế sạch, thịt lợn thái miếng vừa ăn, cho vào nồi. Để nước xâm ngấp thịt, hầm ăn mỗi ngày một lần. Ngoài ra, để hạt dẻ phát huy được công dụng tốt nhất, mọi người cũng đừng bỏ qua những lưu ý quan trọng khi ăn hạt dẻ như sau. Theo lương y Bùi Hồng Minh, mặc dù hạt dẻ rất thơm ngon, nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng tùy tiện. Nếu sử dụng quá nhiều hạt dẻ một lúc, có thể gây ra hiện tượng nhiệt, nóng trong người. Cũng giống như bất cứ loại thức ăn nào, không phải cứ dùng nhiều là tốt. Hạt dẻ cũng vậy. Mới đây, truyền thông Trung Quốc vô cùng xôn xao với một thông tin một cô gái bị chảy máu dạ dày vì ăn hạt dẻ. Theo đó, Tiểu Lưu, Vũ Hán, Trung Quốc đã bị xuất huyết dạ dày chỉ vì ăn hạt dẻ với số lượng nhiều cùng một lúc. Mỗi ngày, Tiểu Lưu phải mua đến 1-2kg hạt dẻ để vừa ăn vừa xem phim. Tuy nhiên, một ngày vào buổi tối sau khi ăn hạt dẻ xong, Tiểu Lưu bắt đầu cảm thấy cơ thể không thoải mái. Tiểu Lưu nói, sau khi ăn xong, tôi bắt đầu bị ợ chua, vùng bụng trên đau không chịu nổi. Sau đó bị nôn, tiêu chảy, đặc biệt khi nôn còn có lẫn máu tươi. Lúc này, Tiểu Lưu vội vàng đến bệnh viện thành phố Vũ Hán. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện cô bị xuất huyết dạ dày. Thủ phạm thực sự là thực phẩm ăn vặt, hạt dẻ. Bên cạnh đó, mặc dù hạt dẻ rất thơm ngon, nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng tùy tiện được. Hạt dẻ chứa thành phần tinh bột là chủ yếu, dường như không có chất xơ nên ăn nhiều dễ bị táo bón. Đối với người mắc chứng tiêu hóa kém, cần hết sức lưu ý. Phải ăn hạn chế vì nếu không sẽ làm tổn thương tỳ vị. Lương y Bùi Hồng Minh nói, hạt dẻ nhiều tinh bột nên chỉ ăn trong bữa phụ lúc 9 giờ sáng hoặc 13 giờ chiều. Ăn hạt dẻ ngay bữa ăn chính sẽ cản trở hoạt động của hệ tiêu hóa. Người bị bệnh dạ dày cũng cần phải hạn chế ăn hạt dẻ. Việc ăn quá mức sẽ làm sản sinh ra nhiều axit dạ dày, làm tăng thêm gánh nặng cho dạ dày, từ đó dẫn đến xuất huyết dạ dày, nên trường hợp như cô gái ở Trung Quốc kia không hề hiếm gặp như nhiều người nghĩ. Người bị cảm chưa khỏi, bệnh nhân mắc chứng sốt rét, kiết lỵ, phụ nữ sau sinh cũng không nên ăn nhiều hạt dẻ, chỉ nên ăn không quá 10 hạt để tránh bị táo bón. Đặc biệt, hạt dẻ là thực phẩm dễ có nguy cơ bị mốc, hỏng vì ở dạng hạt, việc sấy khô không được đảm bảo theo thời gian. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đáng, nguyên Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, hạt dẻ cũng như nhiều loại ngũ cốc khác có nguy cơ mốc hỏng cực cao. Theo đó, hạt dẻ nằm trong nhóm quả khô, khi bị mốc có thể gây nhiễm độc tố, anlatoxin gây ung thư gan. Quả khô, ngũ cốc, nho thối, rượu vang, cà phê, một vài loại thịt động vật bị nhiễm độc tố, oratoxin gây ung thư thận, gan. Việc không tinh ý nhận ra có thể khiến bạn nạp hạt dẻ bị mốc vào cơ thể. Do đó, việc nhận biết hạt dẻ còn sử dụng được hay không là rất quan trọng. Do đó, chuyên gia nhấn mạnh, trước khi mua hay là ăn hạt dẻ, cần lựa chọn kỹ càng. Khi bóc hạt dẻ, nếu thấy màu sắc bên trong thay đổi thì cần phải bỏ ngay. Khi ăn hạt dẻ, nếu không thấy có vị béo bùi, cũng cần bỏ ngay. Nếu mua hạt dẻ về mà chưa sử dụng hết thì bỏ vào hộp hoặc là khay, cho vào ngăn đá nếu muốn để trên 10 ngày. Hiện tại đang là mùa hạt dẻ, vậy nên không khó để có thể mua hạt dẻ bày bán đầy ngoài chợ, siêu thị hay là cửa hàng. Tuy nhiên, làm sao để lựa chọn được hạt dẻ vừa ngon vừa chất lượng? Thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếp những mẹo chọn hạt dẻ ngon mà An Tâm Sống Khỏe sẽ chia sẻ dưới đây. 1. Dựa vào màu sắc hạt dẻ. Nếu mua hạt dẻ tươi thì các bạn nên chú ý một chút, bởi vì trong môi trường tự nhiên, hạt dẻ tươi chỉ để được khoảng 10 ngày, nên rất có thể sẽ bị lẫn với một số hạt dẻ bị hỏng sớm. Các bạn nên căn cứ vào màu sắc, chọn hạt dẻ trông tươi, bóng, đặc biệt là các sợi lông tơ nhìn vẫn còn tươi. 2. Thử nhân hạt dẻ.
hạt dẻ nhỏ, ngon, bóc ra có mùi thơm đặc trưng, không bị đen đầu. Nhân hạt có màu trắng ngà, khi lắc hạt không có tiếng kêu là hạt còn tươi và ngon. Hạt dẻ để lâu, bị hỏng, khi nắn thấy mềm, không chắc hạt, khi rang lên chắc chắn sẽ có mùi không thơm. Bên cạnh đó, mọi người cũng có thể dự trữ hạt dẻ tại nhà để tiện sử dụng khi cần thiết như sau. Đối với hạt dẻ sống, mua hạt dẻ về mà chưa sử dụng hết thì bỏ vào trong hộp hoặc là khay, cho vào ngăn đá nếu muốn để trên 10 ngày. Nhưng cho vào ngăn đá, đương nhiên không thể thơm ngon như tươi được, còn dưới 10 ngày thì đổ xuống nền nhà hoặc là bỏ khỏi túi bóng cho vào khay trong ngăn mát tủ lạnh là được. Đối với hạt dẻ chín, nếu để dưới 3 ngày, để ở ngoài không cần cho vào tủ, bỏ ra khỏi túi bóng. Nếu trên 3 ngày thì cho ra khỏi túi bóng, cho vào khay, bỏ vào ngăn mát của tủ. Khi nào ăn thì cho ra rang lại, hoặc là cho vào lò nướng là bạn lại có món hạt dẻ thơm ngon. Mùa hạt dẻ đang đến rồi và mong rằng với những chia sẻ ngày hôm nay của An Tâm Sống Khỏe, mọi người có thể tận dụng loại hạt thơm ngon bổ dưỡng này để tăng cường sức khỏe thêm cho chính bản thân mình và những người xung quanh. Chúc quý vị và các bạn luôn luôn sống vui, sống khỏe nhờ những thông tin bổ ích từ chúng tôi.